Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của cửa hàng Giang Kiều. Số điện thoại của cửa hàng có kết nối với Zalo 0343868186 hoặc 0986183445. Số điện thoại em có để ở góc trái màn hình nha mọi người. Địa chỉ của cửa hàng nằm gần Ủy ban xã Cư Huê, EK Đắk Lắk. Anh em nào ở gần có thể tới trực tiếp xe máy và ủng hộ dùm cửa hàng em ạ. Em xin cảm ơn. Ngày hôm nay mọi người, ngày hôm nay em lên cho mọi người con Sitin MF170C nha mọi người. Dòng Sitin chuyên sử dụng cắt tiệt, cắt gia đình đó mọi người. Chuyên sử dụng con này, chuyên sử dụng gia đình. Hai ốc siết lam cực kỳ chắc chắn nha mọi người. Lam sên theo máy luôn. Lam sên bản còn rất là trơn tru luôn. Mặt trước nó đây mọi người, cực kỳ mới luôn. Bục máy rất là đẹp nha mọi người. Con này trọng lượng nằm khoảng 4kg, 4,5kg nha mọi người. Cực kỳ nhẹ luôn. Công suất thì nòng nó 37 ly nha mọi người. Công suất hơn 30cc. Con này mà có trợ lực lớn, nhiều anh em thích dòng trợ lực này lắm này mọi người. Cái dòng trợ lực này thì nó tránh tình trạng cho mình kiểu như trả ngược đó nha mọi người. Máy rất là mới. Con này cửa hàng em để cho mọi người mức giá là 3,3 triệu bao phí vận chuyển khi đi, có kèm theo tiếp dũa và một cái buri nha mọi người. Để rồi em xin test nổ của máy luôn. Dây giật vẫn rất là trắng này mọi người. Dây giật này của nó luôn nha mọi người. Dòng nổ sạch sẽ cho mọi người đây nha mọi người, cực kỳ nhạy nổ cho mọi người luôn. 3,3 triệu bao phí vận chuyển, có kèm theo các món phụ kiện nha mọi người. Hình thức mua bán bên em thì mọi người ưng con máy gọi chụp hình gửi qua bên Zalo hoặc gọi trực tiếp số điện thoại của cửa hàng, đặt cọc giùm em trước 200 nha mọi người. Đặt cọc giùm em trước 200 rồi em gửi máy đi cho mọi người. Dạ rồi, em xin cảm ơn mọi người ạ.